Mình đang sử dụng cái audio interface Waze XLR của Elgato Gắn vào trong mic Lewitt LCT 240 Pro màu trắng ở đây Thì ở thời điểm mà con Waze uh, XLR mới ra mắt Thì hãng Elgato họ khuyến khích các bạn sử dụng nó với lại mic của Lewitt LCT 240 Pro Vì sự liên kết giữa Elgato và Lewitt nó rất là chặt chẽ Nhưng mà chỉ có một cái rằng lúc đó họ khuyến khích sử dụng bản màu đen còn phiên bản mà mình đang có ở đây là phiên bản màu trắng nó rất rất là đẹp và khi mà các bạn gắn con mic Lewis LCT 240 r vào trong quay XLA thì có thể coi đây là trời sinh một cặp tại vì quay XLA ngay thời điểm mới ra mắt nó được dùng để tải hết tất cả những cái giọng hay nhất đẹp nhất mà con LCT 240 Pro này mang lại. Và LCT 240 Pro này nó đang có giá là 159 đô. Chỉ mít không nếu thêm phụ kiện là 210 đô. Nhưng để mua được nó với bảng màu trắng thì các bạn sẽ có thể phải chi ra đối có thể lên đến 400 đô. Vì phiên bản LCT 240 Pro màu trắng nó khá là khó tìm. Nhưng các bạn vẫn có thể mua bản màu đen với giá 159 đô và thậm chí có thể có những lúc khuyến mãi các bạn sẽ mua được với giá 180 đô full luôn cả sóc mau và cả luôn cả lọc gió mà giống như mình để ở đây. Và có một điều thú vị rằng là đối với các mic condenser mà các bạn không có phòng cách âm thì các bạn sẽ bị noise do gió, do quạt máy, do môi trường này kia rất là nhiều. Nhưng đối với lại con Wave XLR mà mình đang gắn ở đây thì nó sẽ lọc bớt những thứ đó nếu không muốn nói là lọc sạch những thứ đó thì chúng ta có thể thấy ở đây là mình đang xài cái Noise Removal của Elgato Wave XLR và khi mình tắt cái Noise Removal đi thì các bạn sẽ nghe được cái âm thanh Noise của môi trường nè mình sẽ im lặng trong vòng 5 giây để các bạn nghe được âm thanh Noise của môi trường Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ bật cái noise removal lên. Sau khi mình bật cái noise removal lên thì âm thanh của môi trường nó hoàn toàn yên lặng. Và bây giờ chúng ta sẽ lại im lặng 5 giây nữa để xem coi có nghe được miếng noise nào không nhé. Các bạn có nghe miếng noise nào không sau khi mà chúng ta đã bật lên cái phần noise removal? Nên đó là mình nói là mình thật sự rất là ấn tượng về những gì mà quay XLA họ làm được. Elgato họ làm được trên con quay XLA này. Giá hợp lý, nhiều công năng và cả sự tương thích đối với lại hầu hết các micro XLA trên thị trường. Và nếu mà dùng nó để mà thu podcast, đọc audio, đã, rất đã là đằng khác các bạn ạ.